là trang trại của nhà chú nó hàng vài nghìn con sinh sản chứ không phải là nó một vài con. Dạ. Cho nên có thể là cái điều kiện để chú Đam chắt lọc những cái con sinh sản nó tốt thì nó thừa cái điều kiện như vậy. Bởi vì chú Đam vẫn còn xuất thương phẩm mà. Dạ. Đúng không? Thì làm cớ gì mà chú Đam không chọn những con sinh sản tốt để cho bà con. Dạ. Mà khi xuất những cái con sinh sản tốt để cho bà con thì không phải là bà con được lợi, bản thân chú Đam cũng được lợi. Đấy như bây giờ nhé, bây giờ chú nói ví dụ là những cái con sinh sản nhiều và con sinh sản ít như vậy. Dạ. Mà khi xuất được cho bà con những cái con giống chất lượng, đảm bảo chất lượng mà nó đẻ được nhiều như vậy, thì khi mà chú thu mua lại cái thương phẩm đấy, chú xuất ra thị trường, như bây giờ có thể chú bao tiêu của bà con là chỉ có 2,1 triệu, 2,2 triệu thôi, nhưng khi chú Đam xuất ra thị trường là chú Đam xuất 2,4 triệu, 2,5 triệu thôi. Mỗi 1 kg chú Đam có thể được lãi 200.000, mà một con cày thương phẩm như vậy nó phải được 5 cân thì chú Đam lãi được 1 triệu. Thì tất nhiên mà khi cháu xuất thương phẩm cho chú 5 con là chú phải được lãi 5 triệu, nhưng cháu xuất cho chú 2 con chú chỉ được 2 triệu thôi. Dạ. Cho nên không có cái cớ gì mà khi xuất cái con giống này cho bà con mà nó không thể nào đạt được mức độ như vậy. Dạ. Chào mừng quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Hôm nay thì tôi sẽ kết nối bà con đến gặp gỡ một nhân vật rất là nổi tiếng tại tỉnh Tuyên Quang, là người đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm và phát triển thành công với nghề chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã. Điển hình là con cày với mốc mà bà con đang thấy tại đây. Và xin giới thiệu với bà con nhân vật mà tôi vừa nói đến, đó chính là chú Đam, là một doanh nhân thành đạt top đầu của tỉnh Tuyên Quang nhờ chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã này ạ. Cháu chào chú Đam ạ. Chào cháu. Dạ. Chú Đam ơi, chú có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình cũng như là về cái địa chỉ cụ thể tại trang trại của mình để cho bà con có thể tìm đến và học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi của chú không ạ? Vâng, xin chào toàn thể bà con. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đam, là chủ một trang trại chăn nuôi con chuồn mốc này, có địa chỉ tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ạ. Dạ, chú Đam ơi, như bản thân cháu thì được đi tham quan rất là nhiều những cái trang trại chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã, điển hình như là con cày với mốc này. Thì tuy nhiên thì nói về những cái trang trại mà có quy mô lớn như của trang trại chú Đam thì thực sự thì trên cả nước mình cũng không phải là nhiều. Và vậy thì từ cái động lực nào mà khiến chú Đam là quyết tâm là mình chăn nuôi cái con cày với mốc này và phát triển với một quy mô lớn như ngày hôm nay ạ? Thực ra cũng phải chia sẻ với bà con như thế này. Qua cái quá trình để mà mình dẫn đến chăn nuôi cái con cày và mốc này ấy, dạ, thì phải nói là cái đầu tiên là ở trên quê hương Tuyên Quang này của chú là nó cũng, cái xuất điểm của nó là rất nhiều những con cày, con cày, dạ, mốc này từ ngày xưa rồi. Bởi vì dân người ta cứ hay đi săn bắn ấy, dạ, rồi đi bắt, đi bẫy, đi đào được những cái con cày bòi mốc này, dạ, thì những cái con to có thể là người ta bán thịt cho những người miền xuôi, còn những cái con bé là có thể là người ta mang về người ta nuôi dân dã đạo loại, được khi người dân ở đây là người ta biết, người ta hiểu về cái tập tính của nó thì người ta nuôi. Từ đó thì chú Đam cũng thấy thế, là chú Đam bắt chiếc đấy, dạ, bắt chiếc có thể là đi xin người ta những cái con hoặc là đi mua người ta những cái con đấy về chú Đam nuôi. Nhưng mà chú thấy nó là một trong những cái giống động vật hoang dã mà khi chú Đam nuôi ở trong những cái chuồng ấy, thì mình cho nó ăn cũng như hỏi bà con ở đây thì bà con biết là nó ăn những cái gì thì mình cũng cho nó ăn những cái đấy, thì mình cũng thấy nó lớn, nó phát triển mà cũng thấy nó sinh sản, dạ, đấy. Thì từ đó thì chú Đam thực ra mà nói với cháu là cũng là cái sự đam mê đó, đam, dạ, mê cái giống động vật này. Thì từ đó thì chú Đam mới nuôi số lượng số nhân hàng ngày đang một nhiều lên, dạ. Thế thì sau đó thì thật ra với cháu một câu như này, cái thị trường ăn uống ấy, dạ, ở Việt Nam mình nó cũng càng ngày nó càng nhiều, dạ, nó phát triển là nhất là những cái khu du lịch, nó có những cái khu ẩm thực ăn uống nói về những cái giống động vật hoang dã nào rất là nhiều, dạ. Mà thật ra mấy cháu một câu là với cái điều kiện lúc bây giờ mà mình vào ăn được cái bữa thịt cầy như này nó đắt đỏ. Thế là từ đó thì chú Đam mới tìm hiểu mà cũng bán cho những cái chỗ đó những cái con thương phẩm, những cái con thịt ấy, dạ. Đấy. Thì chú Đam cũng thấy được là thứ nhất là nó bán được với cái giá so với những cái con động vật thông thường nó rất là cao, nó cao hơn rất là nhiều. Mà khi mà mình đã nuôi nó rồi thì mình mới biết là nó phát triển ở trong nhà mình cũng rất là tốt, nó cũng sinh đẻ được cũng như con lợn, con trâu, con bò thôi, dạ. Thì từ đó mình nghĩ là sao mình lại không phát triển, sao mình lại không nuôi. Mà cái thứ hai nữa là trong cái quá trình chú Đam nuôi một vài năm nó không có dịch bệnh đâu, rất là khỏe, dạ. Đấy. Thì sau đó thì chú Đam mới nghĩ là mình sẽ không chăn lợn, chăn gà, chăn trâu nữa, mà chú Đam sẽ vào nghiên cứu chăn nuôi con này. Bởi vì thực ra mình lúc bây giờ chăn nuôi lợn hay dịch lắm, dạ. Gà cháu bảo con trang trại gà lúc bây giờ nuôi nó thứ nhất là cái mùi mặn, thứ hai là nó nắng nôi, dạ. Rồi thứ ba nữa là nó dịch bệnh,
Cái thứ tư nữa là bán thì thực ra mới cháu một câu là bán cái con gà đấy nó có được, nếu mà tính ra thì nó có được ngã nhiều đâu, kể cả từ những con lợn, con trâu, con bò cũng thế thôi. Dạ. Thì chú mới nghiên cứu là chú sẽ nuôi con này. Dạ. Nuôi con này. Dạ. Chú Nam ơi, khi mà vào trang trại chú thì cháu thấy là hiện tại thì với cái quy mô rất là lớn và con giống lên đến hàng ngàn cá thể như thế này, thì trong quá trình mà chú chăn nuôi phát triển đến ngày hôm nay thì chú cảm thấy là mình có gặp cái khó khăn gì không ạ? Có chứ cháu. Nó nếu để mà nói cho đến ngày hôm nay ấy, thì chú Đàm gặp nhiều khó khăn lắm. Dạ. Bởi vì thực ra mới nói với cháu như này này, như cháu bây giờ cháu ở cháu đến đây cháu biết chú là chủ một trang trại đúng không? Dạ. Nếu như bình thường những người dân hoặc là những người người ta muốn tìm hiểu con này, người ta đến đây thì người ta nghĩ là ai ông này phải được đi học đúng không? Phải được đi học về những cái lớp đào tạo để mà chăn nuôi những cái con như thế này, nhưng mà thực ra với chú là không phải. Dạ. Với chú thì thực ra mới cũng chia sẻ với cháu và cũng chia sẻ với toàn thể bà con như thế này này. Chú nuôi cái con cầy mốc này cũng chỉ lúc nuôi một vài con, mà thứ nhất là tìm hiểu được từ những cái người dân bản địa ở đây là cái con này bản chất người ta hay đi bắn ở đâu. Ví dụ như là tối người ta đi săn bắn là nó bỏ, họ bảo là nó hay ở trên cái cây mốc ăn quả mốc này, hay ăn quả vả này, cái quả ngõ đấy, hoặc là nó đi vào vườn thì người ta nó ăn trộm chuối, ăn quả chuối chín, quả đu đủ. Thì đại loại là chỉ biết được cái con cầy này nó ăn trái cây đấy. Thì sau đó mình mày mò, mình về mình nuôi, mình cho nó ăn trái cây là mình thấy nó phát triển. Nhưng mà từ những cái mà có thể là cái lúc bây giờ cái trái cây nó chưa được nhiều. Dạ. Nó có thể nó hạn chế nó hết những cái loại quả này thì mình lại cho những cái quả khác vào. Thì đến khi mà chú đúc kết được, để hiểu được hết về cái tập tính của nó thì nó ăn những cái loại trái cây có vị ngọt và có mùi thơm. Cứ trái cây gì nó ngọt nó thơm là nó ăn, người ăn được là nó ăn được. Dạ. Cái điều thứ hai nữa là cũng có khi mà có thể là có hôm chú bận ấy, chú không đi trái cây, không có để mua trái cây nữa cho nó ăn nữa, thì có thể là chú cho nó ăn cái cơm nguội. Cái cơm nguội chú cho nó ăn thì nó ăn rất là ít bởi vì nó khô. Thế nhưng mà sau đó chú mới nấu thành cháo. Dạ. Chú cho nó ăn thì chú thấy là nó ăn rất là tốt. Dạ. Thế là từ đó là chú mới cải thiện đi cho nó, là ví dụ như 1-2 ngày nó ăn cháo, 1-2 ngày nó ăn trái cây, để nó thay đổi cái vị giác của nó. Thì nó có thể nó ăn được nhiều, mà khi nó ăn được nhiều những cái tinh bột đó thì nó phát triển rất là nhanh. Thì từ đó thì chú mới nghĩ là chăn nuôi cái con này nó được, nó thành công, nó mang lại cho mình cái hiệu quả kinh tế rất là tốt. Dạ. Chú mới quyết định là đầu tư lớn. Đầu tư lớn để làm trang trại được đến ngày hôm nay. Dạ. À, vậy là như chú Đam vừa chia sẻ thì cháu thấy là bản thân chú Đam thì là những cái người mà phải mày mò, phải tìm tòi và học hỏi cái tập tính của nó qua những cái từ những cái bà con mà vùng bản địa, bà con đi săn bắt được hay là bà con bắt gặp nó thì bà con chia sẻ cho mình, thì mình đúc kết từ đó. Vậy thì với những bà con là người mới hiện nay mới bắt tay vào chăn nuôi thì liệu rằng những cái khó khăn mà chú Đam gặp phải thì bà con mình còn gặp phải nữa hay không ạ? Thật ra mà nói là khi bà con đến với chú bây giờ ấy, thì nó khác. Như chú Đam ấy, thì chú Đam bắt đầu từ con số 0, mà không tất cả mọi thứ, không từ con giống, không kỹ thuật, không chuồng trại, không gì cả. Mình chưa hiểu cái gì mà. Dạ. Nhưng mà đối với bà con bây giờ đến với chú thì dễ dàng quá. Thực ra mà nói thì cháu biết rằng từ cái mô hình chuồng trại, từ cái kỹ thuật chăm sóc, rồi từ cái kỹ thuật chăm sóc đến nguồn thức ăn, ăn uống, rồi sinh sản, rồi vệ sinh chuồng trại, tức là tất cả những cái đây bà con có sẵn hết rồi. Dạ. Biết hết rồi. Cho nên để mình tư vấn cho bà con thì bà con có thể là nắm bắt được những cái đó nó rất là nhanh. Cho nên mà khi bà con có thể chăn nuôi một năm nó đã thành công rồi. Dạ. Nhưng mà ngày xưa thì có thể chú Đam mất vài năm. Bởi vì nó còn khó khăn nhiều cái. Ngày xưa thì có thể là mình hiểu được về cái nguồn thức ăn của nó, nhưng mà mình đã biết nó sinh đẻ như thế nào. Dạ. Đó cũng là một cái khó khăn. Mà biết cái lúc mà ví dụ như nó đến nước, nó động được thì nó như thế nào. Cho nên là nó với chú khi bắt đầu vào con cái mốc này nó gặp rất nhiều cái khó khăn, nhưng mà qua cái quá trình chăm sóc. Dạ. Nó có một cái thời gian dài thì mình để ý tập tính từ những cái nhỏ nhất của nó. Dạ. Mà cho đến cái bước cuối cùng là cái bước nó sinh sản và chăm sóc được những cái con của nó thành công, thì cũng phải chia sẻ với cháu rằng để mà nói và cái kỹ thuật mà chăm sóc cái con cầy này với chú Đam thì bây giờ chú Đam dám nói một câu rằng nó không có vấn đề gì sai sót về vấn đề kỹ thuật. Dạ. Chú dám chia sẻ với cháu một điều như thế này này, nếu là một người đi học có bằng quốc cấp để mà về chăn nuôi con cầy mốc này, chú dám nói nếu nói về cái kỹ thuật và cái trình độ thì chú dám nói một câu rằng không thể bằng chú được. Dạ. Bởi vì chú đây là áp dụng thực tế. Dạ đúng rồi ạ. Từ những cái con cầy này mà để nó thành công, thì chú cũng lại phải chia sẻ với cháu này, chia sẻ với toàn thể bà con như này này, mình có thành công được
mình muốn nắm bắt được tất cả những cái kỹ thuật đó thì mình mới có thể thành công, mình mới có thể làm một cái trang trại nó như thế này. Chứ còn nếu mà nó không thành công, chú mở một cái trang trại như thế này thì có khả năng là nó chắc có khả năng là chú sạt nghiệp. Dạ. Đúng không cháu? Dạ. Mà cái trang trại này không phải là mới, mà nó tồn tại bao năm nay rồi. Bây giờ cái hàng giống này có thể là chú đã xuất ra cho bà con cả nước này. Nó nhiều cái hàng thương phẩm chú đang cung cấp để mà bây giờ tính được một cái không nhớ cái số lượng. Dạ. Để mà tính mình xuất ra thị trường bao nhiêu nữa. Dạ, đúng như chú Đam chia sẻ thì khi mà mình bắt tay vào bất kể một công việc gì thì chăm hay không bằng tay quen. Đúng rồi cháu. Bản thân chú Đam thì đã có mười mấy năm kinh nghiệm trong chăn nuôi và phát triển con cày vảy mốc này rồi. Kinh nghiệm mình đã có rồi thì khi mà bà con mà muốn tìm hiểu bắt tay vào chăn nuôi thì chú, khi mà được chú chia sẻ cái kỹ thuật chăn nuôi thì chắc chắn là bản thân chú Đam đã thành công như ngày hôm nay rồi, thì bà con bắt tay với chú thì không có gì là mình không thành công được, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, dạ. Chú Nam ơi, vậy thì ngoài cái vấn đề là mình hỗ trợ về kỹ thuật cho bà con ra thì như bà con mà muốn bắt tay vào chăn nuôi cái vảy mốc này thì chú còn những cái chính sách hỗ trợ gì để giúp đỡ bà con không ạ? Thực ra mà nói thì mới cũng chia sẻ với cháu như này này, khi bà con đến với trang trại chú Nam đầu tiên, cái việc đầu tiên chú Nam phải làm là hỗ trợ cho bà con toàn bộ những cái kỹ thuật. Thứ nhất là cái kỹ thuật làm trại, có thể là cái chiều cao nó như thế nào, nhiệt độ bao nhiêu. Dạ. Cái thứ hai là cái làm lồng chuồng này, mình phải tư vấn chia sẻ cho bà con và cái kỹ thuật làm chuồng này làm sao để cho bà con thuận tiện nhất. Dạ. Mà để đảm bảo cho cái con cày này có thể là nó có một cái không gian tốt nhất. Bây giờ chúng ta ví dụ như một con cày thương phẩm nó khác và một con cày sinh sản nó khác với nhiều người, người ta cũng có trang trại, người ta không hiểu. Bây giờ chú nói với cháu một câu rằng khi mình chăn nuôi một con cày thương phẩm thì có thể là mình đi lại thoải mái. Dạ. Không sao cả, nó chạy đi chạy lại đó là vận động. Nhưng khi mình chăn một con cày sinh sản thì nó khác. Cháu phải hiểu là con người ta nhiều khi có khi là mình vận động nhiều, nó động thai. Muốn chi những cái con cày mà nó đang có chữa, đúng không cháu? Thì mình phải cần vào những cái chỗ, thứ nhất là nó yên tĩnh. Thứ hai mình dùng những cái lưới đen, có thể khi mà nó sắp đẻ thì mình có thể bịt vây lại một chút. Dạ. Thứ nhất là cho nó kín để khi người đi qua đi lại nó không nhìn thấy, nó không bị giật mình, không va chạm. Đó nó mới là đảm bảo được. Dạ. Thì trước tiên là chú Nam phải trao dồi tất cả những cái kỹ thuật đó, đến từ cái đó cho đến cái nhỏ nhất là những cái vệ sinh chuồng trại và cho những con cày ăn, có thể tư vấn cho bà con ăn sáng như thế nào, chiều như thế nào và vấn đề vệ sinh chuồng trại và tất. Dạ. Cả những cái kỹ thuật bà con phải nắm bắt được. Dạ. Sau đó thì chú Nam mới có thể là bàn giao con giống cho bà con. Dạ. Mà khi bàn giao con giống cho bà con thì cũng là phải chia sẻ. Thứ nhất là chia sẻ với toàn thể bà con, thứ hai là với cháu. Bà con có thành công hay không, chăn nuôi có thành công hay không, điều đầu tiên là phải nắm vững được tất cả các kỹ thuật. Cái điều thứ hai nữa là cái chất lượng của con giống. Dạ. Cái điều thứ ba là bà con phải có nhiệt huyết. Chứ còn khi bà con mà nắm vững được cái kỹ thuật rồi mà bà con không có nhiệt huyết, có thể hôm nay ta thích thì ta chăn cho nó ăn 2-3 bữa thì mai này ta chán là đi chơi thì nó cũng không bao giờ thành công. Dạ. Cho nên là bà con phải có đủ nhiệt huyết và nắm vững được toàn bộ kỹ thuật. Và cái điều thứ ba nữa là con giống, khi chú sản xuất ra cho bà con và cái con giống thì nó phải là con giống chất lượng. Ví dụ như là chú Đam xuất ra thì những con giống bà con mà có thể bắt những cái con mà nó đẻ rồi đấy, thì chú Đam cũng có những cái cam kết là khi xuất ra cho bà con có thể những cái con nó đẻ từ 3 con trở nên thì chú Đam mới xuất. Dạ. Chứ còn nếu mà cái con mà nó đẻ 3 con trở xuống thì chú Đam cho vào nuôi bằng thịt. Dạ. Sau lại bán cho người ta thịt, bởi vì nó cũng là con sinh sản. Cháu phải hiểu rằng như này này, cả cả ở nhà mình cũng thế, rồi bán cho bà con thế thôi. Cái con sinh sản được 2 con thì không bao giờ nó bằng cái con sinh sản được 5 con rồi, đúng không cháu? Dạ. Cái con. Dạ. Sinh sản được 5 con thì nó sẽ tốt hơn nhiều, nó mang lại cái hiệu quả kinh tế gấp đôi gấp 3 lần. Dạ. Thế nhưng mà tại sao mà mình lại bán cho bà con? Có những bà con này còn hỏi chú Nam này, tôi không thích mua con sinh sản rồi, tôi thích mua con chưa sinh sản, bởi vì con sinh sản rồi thì những con đẻo anh mới bán, những con nó đẻ ít anh mới bán, những con nó đẻ nhiều thì anh không. Nó cũng có những cái đắn đo như vậy. Nhưng cháu phải hiểu như này là mà hôm nay cũng tiện cái video cũng chia sẻ toàn thể cho bà con hiểu được là trang trại của nhà chú nó hàng vài nghìn con sinh sản chứ không phải là nó một vài con. Dạ. Cho nên có thể là cái điều kiện để chú Đam chắc đọc những cái con sinh sản nó tốt thì nó thừa cái điều kiện như vậy, bởi vì chú Đam vẫn còn xuất thương phẩm mà. Dạ. Đúng không? Thì làm cớ gì mà chú Đam không chọn những con sinh sản tốt để cho bà con. Dạ. Mà khi xuất những cái con sinh sản tốt để cho bà con thì không phải là bà con được lợi, bản thân chú Đam cũng được lợi đấy. Như bây giờ nhé, bây giờ chú nói ví dụ là những cái con sinh sản nhiều và con sinh sản ít như vậy. Dạ. Mà khi xuất được cho bà con những cái con giống chất lượng, đảm bảo chất lượng mà nó đẻ được nhiều như vậy, thì khi mà chú thu mua lại cái thương phẩm đấy, chú xuất ra thị trường, như bây giờ có thể chú bao tiêu của bà con là chỉ có 2.1-2.2 thôi, nhưng khi chú Đam xuất ra thị trường là chú Đam xuất 2.4-2.5 thôi. Mỗi 1 kg
chú Nam có thể được lãi 200.000. Mà một con cày thương phẩm như vậy nó phải được 5 cân thì chú Nam lãi được 1 triệu. Thì tất nhiên mà khi cháu xuất thương phẩm cho chú 5 con là chú phải được lãi 5 triệu. Nhưng cháu xuất cho chú 2 con, chú chỉ được 2 triệu thôi. Dạ. Cho nên không có cái cớ gì mà khi xuất cái con giống cho bà con mà nó không thể nào đạt được mức độ như vậy. Dạ. Cho nên đó cũng là một trong những cái mà bài toán bây giờ chú phải đang giải trình cho tất cả bà con. Mà cũng đã có những bà con rất thành công và rất tin tưởng trong những việc đó. Bây giờ chú lấy nhá, chú dẫn giả cho cháu một cái ví dụ. Dạ. Như đây. Cháu có thể quay vào đây xem những cái đàn đây chú vừa mới tách đây. À, như cái đàn này là chú tách được 4 con này. Dạ. Đấy. 4 con này. Dạ. Vừa mới tách đàn này, con này thì bây giờ là nó mới đang tập ăn đây. Dạ. Cháu hiểu không? Nó mới được dạ. vài nạng đấy. Dạ. Còn đàn bên này cũng 4 con, như đàn bên này thì có thể nó ăn hoa quả được rồi. Đây. Đàn bên này thì nó to hơn một tí. Đây. Đấy. Đàn bên này là 4 con. 2 đàn là 8 con. Dạ. Đấy. À, chú Đam ơi, vậy thì như cháu thấy là cái giá trị của con cày về mốc này thì nó rất là cao như thế. Vì là ngoài 2 triệu mình mới mua được 1 kg. Đúng vậy rồi. Thì khi mà chắc chắn là cái giá giống của nó so với lại những cái giống vật nuôi khác thì nó cũng sẽ có phần nhỉnh hơn. Vậy thì khi mà bà con mình mà bắt tay vào chăn nuôi, mà với những bà con mà chưa đủ tiềm lực về kinh tế, thì bên trang trại mình không biết là có cái hỗ trợ nào, có cái chính sách nào để giúp đỡ những bà con mà muốn chăn nuôi nhưng lại thiếu cái điều kiện về kinh tế như thế không ạ? Chú Đam với cháu như thế này này, như vừa nãy chú Đam cũng đã nói là chia sẻ, cũng đã chia sẻ với bà con, với cháu là khi xuất những cái con giống cho bà con đấy thì cái lợi ích không phải là độc nguyên bà con mang lại được cái lợi ích tốt hơn, mà cái bản thân trang trại cũng mang lại được những cái lợi nhuận kinh tế nó rất là nhiều. Thì khi bà con đến đây cũng có những bà con mà có thể có điều kiện thì có thể bắt được nhiều cái con giống, mà cũng có những bà con không có điều kiện thì có thể bắt được cái số ít cái con giống đó. Nhưng mà cái nguyện vọng của bà con là cũng muốn làm sao để mà cái thu nhập hàng tháng hoặc là thu nhập hàng năm nó có một cái thu nhập để đảm bảo cái mức độ kinh tế sinh hoạt trong gia đình. Thì ở bên trang trại chú cũng có cái chính sách hỗ trợ vốn ban đầu cho bà con khó khăn ấy. Dạ. Cũng có rất là nhiều bà con đến đây đặt vấn đề, và vấn đề cũng muốn chăn nuôi cái con cày bởi mốc này. Mà thứ nhất là như vậy, thứ hai là bà con cũng có nhiệt huyết. Dạ. Để mà muốn cùng đồng hành cùng trang trại, nhưng mà bà con cái thứ nhất là về ban đầu là bà con cái đồng vốn nó rất là khó khăn. Dạ. Thì đặt vấn đề với trang trại thì trang trại cũng có cái chính sách hỗ trợ bà con 50% vốn. Chú nói ví dụ như là hỗ trợ bà con 50% vốn là như thế nào. Ví dụ bà con có 100 triệu, bà con bắt được 3 đôi cày chẳng hạn như vậy, thì bên chú cũng hỗ trợ 100 triệu để cho bà con 3 đôi cày nữa, thì tự nhiên là bà con đã có 6 đôi. Dạ. Đấy, thì bà con 50% và bên chú 50%, bà con đã có 6 đôi cày như vậy. Thì đối với cái lợi nhuận kinh tế của bà con nó sẽ được nhân đôi. Dạ. À, trong một năm đó sẽ được nhân đôi. Mà đối với trang trại bao tiêu thì trang trại cũng được cái lãi suất của trang trại nó cũng được nâng lên rất là nhiều. Dạ. Cho nên là cái lợi ích chúng ta đều có lợi. Cháu thay mặt bà con và thay mặt chương trình rất là cảm ơn những chia sẻ của chú Đam trong chương trình hôm nay ạ. Và nếu như bà con nào đang có định tìm hiểu chăn nuôi con cày về mốc này thì có thể liên hệ trực tiếp cho chú Đam theo số điện thoại đang được ghim trên góc màn hình, hoặc là đến trực tiếp trang trại chú có địa chỉ tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã đồng hành cùng kênh trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những chương trình tiếp theo trên kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia.